chào tất cả anh em đã quay trở lại với kênh Mr. Tin. Dẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Tin, Mr. Tin đồng hành cùng bạn trao trọn niềm tin. Hôm nay con để quay phim cao nè, vừa tầm với tên luôn nè. Ok, hôm nay Tin sẽ gửi đến anh em một cái clip. Nào thấy kênh Tin hay nhớ đăng ký ủng hộ nha. Thì Tin là người chuyên về làm về xe máy Honda Việt Nam tại Hep ha, cập nhật sớm nhất tại Hep đến anh em về giá xe, về review xe, về xe mới ABCDF tất cả mọi thứ. Ok nhá. Rồi giờ là Tin sẽ gửi đến anh em hai vấn đề. Một là trong Hep Honda thì có bao nhiêu loại xe ra số còn ha, là trong Hep Honda sẽ bán bao nhiêu loại xe. Và cái thứ hai nữa, trong những loại xe đó thì loại xe nào mà đáng để mua nhất về tiền, về rẻ nhất, về tiết kiệm nhiên liệu nhất, ok ha, về sử dụng tiện ích nhất, ok ha. Giờ đầu tiên là trong Hep Honda có bao nhiêu loại xe, thì trong Hep Honda bán thường xuyên nhất hiện tại bây giờ là 13 loại xe, cùng xem nhé. Ok, vừa rồi là đã lướt qua 13 loại xe rồi.
Anh em nào muốn tìm hiểu về giá xe này thì vào fanpage này, gọi số điện thoại này, hoặc là sẽ gặp được em bé này ha. Bé gái xinh đẹp này là em Quanh nha. Em Quanh rất là xinh đẹp, dễ thương, dễ mến. Các bạn nếu mà thích tin thì vào cái kênh YouTube này nè, xe máy Đông Phương Long An ha. Vào đó đăng ký ủng hộ kênh đó giùm bé nha. Đây là kênh mới của Tin, thì cái kênh này là chuyên báo giá xe Honda. Kênh của Tin thì đa số sẽ là review, còn kênh này sẽ là cập nhật giá xe Honda liên tục hàng ngày. Vì vậy mọi người vào kênh này ha, ủng hộ bé đó và được gặp bé đó, và cần tư vấn gì bé đó tư vấn cho các bạn về giá xe, thủ tục góp, thủ tục giấy tờ ABCDF hết, bé đó tư vấn hết. Xinh đẹp, dễ thương, dễ mến lắm, thả lắm. Ok. Rồi vào chủ đề thứ hai, xe gì gọi là đáng để mua? Thì mình đứng trên phương diện ha, Tim không nói về vẻ đẹp, tại vì mỗi người có cái nhận định gì về đẹp khác nhau, mà đứng trên phương diện tiện ích, giá tiền rẻ, tiết kiệm xăng, sử dụng làm phương tiện vận chuyển, có thể đi được mọi nẻo đường. Ok, 4 cái tiêu chí này nha. Ha, thì đây là 4 tiêu chí của Tim thôi, còn các bạn muốn tiêu chí nào thì các bạn cứ comment bên dưới ha. Rồi giờ chia ra hai loại, một là xe số, hai xe ga. Vậy là xe số trước. Nếu nói về là xe đáng để mua mà đứng trên phương diện xe số, thì theo tên là xe quen qua là đáng để mua nhất. Thứ nhất, tiêu chí thứ nhất đánh giá là cái gì? Về rẻ ha. Rẻ thì xe quen qua là chiếc xe rẻ nhất trong tất cả 13 loại xe của Honda bán tại hết. Nó chỉ có khoảng tầm 18 triệu mấy là nó có thể lấy xe về. Thì giá của nó sẽ biến động nha, chứ không phải là luôn luôn mà 18 triệu mấy ha. Cái thứ hai nữa là tiết kiệm xăng. Đây, 1,9 lít chạy được 100 cây số. Ok. Thì tương đương là 1 lít chạy được hơn 50 cây số. Rất là tiết kiệm xăng. Ok. Cái thứ hai này là xe này là trọng lượng rất là nhẹ nha. Xe này trọng lượng rất là nhẹ, mọi người có thể coi nè, nó chỉ có 97 kg, dài 1m9, rộng là 688mm và cao á là chỉ có 1m, chưa tới 1m1 ha. Thì điều đó nói lên điều gì? Có nghĩa là mọi lứa tuổi ha, mọi giới tính đều có thể ngồi lên chiếc xe này chạy được. Ok nha, rất là mềm. Ok, vừa nhẹ tiện cho việc vận chuyển dắt ha. Rồi tôi nói về, nói là giờ các bạn chạy ở trên Sài Gòn, các bạn chạy ở thành phố đông đúc nhộn nhịp, hay các bạn chạy ở những vùng quê á, là những cái đường đan á, tôi nói thiệt, đường đan nó khoảng từ tấm gạch này thôi chứ vậy, đúng không? Đường đan nó dùng tấm gạch, thì chiếc xe này vẫn có thể chạy luồn lách vô được. Hoặc là những thành phố đông đúc nhộn nhịp, những con hẻm nhỏ, những đoạn đường lớn mà xe cộ đông đúc đều có thể luồn lách được. Ok, tiện lợi cho người di chuyển. Ok ha. Thì màu sắc thì rất là nhiều màu sắc ha. Và vừa rồi các bạn có thể coi được cái clip giới thiệu ban đầu á, màu sắc nó rất là nhiều màu sắc cho anh em lựa chọn. Ok á. Rồi tiếp theo đó là gì? Nói về hư hỏng á, thì nói với các bạn á, xe này á là cực kỳ hiếm hư hỏng, cực kỳ hiếm luôn ha. Rất là hiếm cái việc hư hỏng, và chạy thì rất là bền, cực kỳ bền. Vì vậy anh em mua xe này để làm gì? Để đi học, để đi làm, để đi kiếm tiền ha. Để con mình đi học xa hay gì chăng nữa rất là tiện lợi. Tại vì sao? Nếu đi bằng xe này thì trộm cướp nó ít để ý mình hơn, và đậu ở nhà xe hay gì á, bị cày xe hay gì á, không có bị tiếc. Và sửa xe phụ tùng luôn luôn có sẵn, và rẻ nữa. Ok, rất hợp lý đúng không ạ? Ok, rồi đó là xe số. Vậy xe ga thì là xe nào đầu tiên? Nếu nói về xe ga thì là xe Vision. Vision là một chiếc xe rẻ nhất trong tất cả các xe ga tại hết. Màu thì rất là nhiều màu cho nên lựa chọn ha. Xe Vision này các bạn phải chừng 3 mấy triệu là các bạn phải lấy xe về ha. Còn góp thì các bạn bỏ ra khoảng 9-10 triệu có thể lấy xe về, cực kỳ rẻ. Là yếu tố thứ nhất là hợp rồi ha. Yếu tố thứ hai tiết kiệm xăng. Đây, các bạn thấy chóng mặt không? 1,88 lít chạy 100 cây số. Ok,
có phiên bản nè, phiên bản này nè 1,83 lít chạy 100 cây số. Dạ. Nó tiết kiệm hơn cái xe Wenfa nữa. Xe Wenfa là 1,9 lít 100 cây số nha. Còn Vision là chỉ có 1,8 thôi nha. Tiết kiệm hơn xe Wenfa. 1 lít xăng các bạn có thể chạy trên 50 km. Đạt yếu tố tiết kiệm, đạt yếu tố rẻ tiền. Ok nha. Và cái thứ hai nữa, xe Vision này á nó chỉ có 96 kg. Lưu ý 96 kg và 97 kg. Đây ha. Còn chìa khóa thông minh thì 100 kg, rất là nhẹ. Chiều cao của chiều dài á là khoảng 1m9. Chiều cao của chiều cao là chưa 1m1 nè, chiều cao 1m1 nè, chiều rộng là 686 mm. Điều đó chứng tỏ điều gì? Nam chạy được, nữ chạy được, giới tính gì cũng chạy được xe này. Và nói về tiện lợi, nhỏ gọn, động cơ 110 ha. Thì cho dù các bạn ở thành thị, các bạn chạy xe ở đường đông đúc, ok, đường hẻm nhỏ, ok, hoặc các bạn ở quê ha, ở quê những cái đường đan nhỏ, thì với chiếc xe này các bạn có thể luồn lách được, các bạn có thể chui được, các bạn có thể luồn được, các bạn có thể lạng lách gì cũng được hết, ok, tại vì nó quá nhỏ. Rồi các bạn vô những nhà xe đông đúc, các bạn có thể đẩy cái xe bạn vô, dắt cái xe bạn ra, rất là dễ dàng, ok ha. Và xe này hợp với những bạn nào mà mình đi để mình kiếm tiền, có nghĩa là sao? Đi để làm ăn hay này nào kia thì rất là tiện, ok ha. Ngay cả đi học luôn hả, đi học rất là tiện luôn ha. Đặc biệt các bạn nữ mà đi học xe này rất là tiện, đúng không? Tại vì lý do sao? Nếu có cày cũng không tiếc, tại vì giá nó mềm mà, cày cũng không có tiếc, ok nha. Rồi linh kiện thay thì có đầy đủ, ok. Và xe này gần như là giống như xe Wenfa, ít khi nào phát sinh lỗi lắm, ít lỗi lắm, nên tha hồ mà chạy. Quan trọng là Vision thì có cái cốp rất là rộng nè, mọi người có thể thấy ha. Các bạn chạy xe nè, thênh thang luôn, có thể nón bảo hiểm, áo mưa, áo khoác, laptop hay gì để trong này dư sức qua cầu, ok. Đó là bốn yếu tố tiên đặt ra và họ nó đã đáp ứng, Vision và Wenfa nó đã đáp ứng điều đó, ok. Rồi là tiên đã quay hai dòng xe rất là đáng đồng tiền bát gạo cho các bạn mua, ok. Xe số có Wenfa, xe ga có Vision, à, thứ nhất rẻ, cái thứ hai trả góp cũng rẻ, cái thứ ba là gì? Tiết kiệm xăng, cái thứ tư là rất nhỏ gọn cho mọi người dễ vận chuyển, cái thứ năm là tránh trường hợp mình đi xe sang, đi xe bình dân vậy, cướp giật trộm nó không có để ý mình, và cái thứ mấy quên mẹ luôn rồi, lão bị cày xe hoặc bị gì không có bị tiếc, và quan trọng nhất là không có bị hư giặt, ok nha. Thì ơi, muốn tư vấn về giá thì các bạn nói lại ha, các bạn vào Facebook này, vào số điện thoại này liên hệ ha, sẽ có bé Oanh xinh đẹp này một lần nữa ha, giới thiệu nha, là trang YouTube xe máy Đông Phương, đây là kênh mới của team, mọi người nhớ vào đây ủng hộ ha và liên hệ, ok. Dẫn câu nói ban đầu, nếu bạn gặp khó khăn đã có Mr. Team, Mr. Team đồng hành cùng bạn trao chọn niềm tin. Bye bye.